Alright, mọi người thấy không? Đây là cái ngày lễ July 4 đó mọi người. Anh này ảnh đi chơi nha. Thì hôm nay anh kéo cái xe nè. Đó. Đây. Vui, vui lắm mọi người ơi. Bây giờ ai cũng không cần đeo khẩu trang đó. Nhưng mà em lịch sự em muốn đeo. Nhưng mà có nhiều người thì họ nghĩ là đeo thì có thể là mình chưa chích ngừa nha. Nhưng mà thôi kệ đi, ai muốn nghĩ gì nghĩ. Mình bảo vệ cái sức khỏe của mình là được rồi ha. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, đã dễ sợ luôn. Có cái bình xăng nữa nè. Đó. Trời ơi, đẹp vậy chưa? Wow. Cái này là 40 feet nha mọi người. Là một cái, như là một cái nhà di động đó. Đẹp chưa? Cái này họ kéo ra được nè. Một hồi nữa em đi qua bên kia cho mọi người coi nha. Đây là ảnh chuẩn bị đi chơi mà ảnh ở xa, ảnh ghé ở đây cái trạm này để ảnh nối lại cái xe của ảnh đó. Yeah, wow, đẹp chưa? Đẹp dễ sợ luôn. Nhưng mà thôi, người ta thì khác lạ, em không dám hỏi đi vô trong. Trừ khi nếu mà người ta mời mình đi vô thì mình đi vô. Nhưng mà em sẽ chia sẻ với mọi người đơn sơ về cái phần ngoài ở trong á, là có nghĩa là nó ở phần trong là giống như một căn nhà vậy đó. Nó có một cái bếp, rồi nó có một cái giường, rồi cái phòng tắm nha mọi người nha. Rồi em đợi anh, cảm ơn của ổng nha. Đó, ổng ra chuẩn bị ổng lái lên nè. Thank you. Đó, ổng lái đi nè. Đó, mọi người thấy không? Ngày lễ thì chỉ có như vậy thôi. Đó. Thì mình đậu xe. Còn nếu mà mình muốn đi đâu chơi á, mình sẽ ghé lấy cái xe này mình tự mình đi nha mọi người. Để không khỏi cần nối như vậy. Mình đi tới một cái nơi đó, sau đó là mình cứ thả ra mình đi. Rồi mình đậu cái xe nhà đó một cái nơi nào đó. Hả? Đó, vui chưa? Đây, July 4 nha mọi người. Look, people camping with the American flag. Oh my gosh. They get ready for tomorrow. Look at that American flag. Yay, happy Ford. Look at that. Honey. Wow. Anh có đặt vô cái drone hồi nãy anh quay được hả? Trời ơi, ổng đem cái máy mà ổng quay gì hết trơn á. Trời ơi, coi nè mọi người. Đốt củi, đốt lửa ngoài hú kìa, đã chưa? Trời ơi. Ở dưới người ta đi cắm trại dưới đó mọi người. Ngày mai là ngày lễ thứ 4 Tây tháng 7 nè. Lễ dinh độc lập của Mỹ nè. Người ta ra đây có thể là bắn pháo bông ở ngoài đây nữa. Trời ơi, đầy chỗ luôn. Đã chưa? Đi chơi đã rồi, đi bộ đã. Nó trên đường con người thì bắt đầu treo võng lên. Con người thì đã có treo võng rồi. Người thì ngồi nấu nướng, người thì chơi với trẻ con, người thì nằm võng đu đi. Không biết anh chị em mình ở bên Mỹ này có ai làm gì giống vậy không ha? Hay là đi casino, hưởng máy lạnh, nghe nhạc, uống rượu, uống bia cho vui. Đó, rồi có đem chó theo nữa mọi người thấy không? Đây em zoom lại cho mọi người coi nha. Đây. Đây có chú chó đây. Coi như mỗi một khung như vậy đó là mình có hai ba chỗ gì đó, nhưng mà dành cho bao nhiêu người gia đình. Thì có nhiều người lịch sự thì họ không cần cái chỗ nướng đó nha mọi người. Thì họ chỉ cần cái bóng mát thôi ha. Rồi họ đem bàn đem đồ ra đó. Đó. Happy holiday guys. Đó, mọi người thấy không? Rất là vui ha. Ở đây hình như em nghe có cái drone. Em kêu anh xã quay cái drone quay ở đây đi anh. À, cái đó là cái drone. Đây. Có thể em lấy cái drone ra để chơi quá. Đó, mọi người thấy không? Đây là một cái sông nhỏ nha mọi người. Cái drone hay là cái máy bay nhỏ đó. Cái máy bay đồ chơi ấy, thật sự không phải là máy bay người đâu nha. Đó,
Em không biết mọi người thấy không, tại em choáng cái nắng em không biết. Em coi coi. Không biết mọi người có thấy không ha. Rồi em tiếp tục em đi cho mọi người coi nha. Đây mọi người thấy không? Người ta chuẩn bị đem cái đồ che hả? Nhiều người mình kiếm được cái chỗ, nhưng mà cái chỗ mà mình kiếm đó nó không có cái đồ che, thì mình dựng cái tấp liều lên đó mọi người. Thì mấy anh chàng thì khiêng đồ nặng nè, rồi mấy chị cũng khiêng nè, khiêng đồ rất là vui. Tới nơi rồi, đem thịt thà, đem đồ lên nướng ăn. Đây, rồi bên kia cũng có một cái gia đình bên đó nè mọi người, để em zoom cho mọi người coi nha. Đây là mới tới, thì người ta ngồi bên đó để mấy đứa trẻ có thể bơi lội ở ngoài đây. Rồi em tiếp tục em đi nữa cho mọi người coi cái sinh hoạt của bên này như thế nào nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với em nè. Đây, thực sự cái xe thì không có đậu được ở đây nha. À, có thể là cái xe này là handicap, là cái người mà họ không được đi vững chắc á, cái người mà họ bị tàn tật hoặc là lớn tuổi đó mọi người, thì người ta mới đậu được ở chỗ này thôi nha mọi người. Đây là cái spot của handicap, chứ thực sự là đậu phải đậu ở ngoài chứ không được đậu ở trong. À, vui quá. Đây nấu nướng, đây đủ thứ, đem đồ đi ăn nè mọi người. Đây cũng là một cái gia đình khác, là chuẩn bị có nước nôi, có đồ để trải mà ngồi. Wow, thấy thương không? Happy holiday. Vui không mọi người? Đây. Rồi em zoom nhỏ lại chút xíu. Đó. Có người thì bắt đầu làm đồ ăn sáng đây. Đó, rồi mình trải ra cái bàn trải, còn mấy trẻ nhỏ thì nằm đó dưới bóng mát nè mọi người. Ui chà, cái anh này dễ thương quá. Có một cái võng, trời ơi, ngay cái bóng mát này luôn, đã ghê. You on the perfect spot, sir. I know, I figure. Yeah, so how early you are in here? 6 o'clock? 7? Got you. Ah, people start getting in line already. Yeah, but I don't think it's that bad than 3 years ago. I live here. Oh, really? Yeah. It's the first time. Oh, really? Yeah. It's very nice. It's very nice. Yeah. Relaxing. You can walk up there on the hill, all the way into the hill up there, too. Oh, nice. Yeah. Yeah, they have a firework, but I don't think it's this year. No, it hasn't happened, huh? Yeah, oh. Many years ago we do have it. So this city is Castaic. Yeah, oh, okay. So Valencia go up with Castaic. Oh, okay. It's called Castaic Lake. So it's not Santa Clarita. They are considered Santa Clarita County. County. Yeah. Oh, okay. Woo! Up there you have a different scene. Oh, yeah? Yeah. It's just like this, you can put your swing, but they're different kind of scene. But most people like this spot. Yeah. You can have a kayak and stuff out there. Yeah. Well, enjoy. I'm glad you got here. Uh-huh. Happy four. Đó mọi người thấy không? Vui chưa? Đây. Rồi còn một anh này đang đứng đây. Ở đây có nhiều khi có mấy cái nhạc thì em sẽ tắt nha mọi người, nhưng mà em sẽ cho mọi người coi cái phong cảnh nha. Is that your spot? Right here? Get ready, enjoy for your day, okay? Rồi ở đằng kia có nhạc, em tắt nha mọi người. Chút xíu nữa em gặp mọi người nha.
Đây là một nơi có thể được bơi nha mọi người hôm nay. Đây. Đây, đẹp chưa mọi người? Đó. Rồi ở đây có một đàn vịt. Ở đây mình có thể chơi cá cho mọi người nha. Đằng kia thì có một đàn vịt, em có thể đi xuống cho mọi người coi.